Chất xơ là thành phần thực phẩm có từ thực vật, các loại rau, đậu. Chất xơ thì không có tiêu hóa được, cũng giống như là nó không có giá trị dinh dưỡng. Nhưng chất xơ nó giúp cho cơ thể chúng ta duy trì được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Một vài nghiên cứu cho thấy chất xơ giúp cho cơ thể đào thải những chất cặn bã ra khỏi cơ thể từ bộ phận ruột già. Chất xơ còn hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh mãn tính như là bệnh tim mạch, béo phì, táo bón, tiểu đường hay là bệnh ung thư. Bổ sung chất xơ đầy đủ mỗi ngày để giúp cho cơ thể có một cái sức khỏe tốt và giảm các nguy cơ mắc bệnh. Với một chế độ ăn uống hợp lý, đa dạng, có thể cung cấp đầy đủ chất xơ cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với những người có những cái bữa ăn thất thường, cũng giống như là những người không có thói quen ăn nhiều rau củ, thì cái việc mà dẫn đến thiếu hụt chất xơ là rất cao. Thấu hiểu điều này, thương hiệu Vitafusion đã điều chế ra chất xơ dưới dạng kẹo dẻo giúp bổ sung cho những người có nguy cơ thiếu chất xơ. Với việc cung cấp 5g chất xơ cho mỗi khẩu phần ăn, viên kẹo dẻo bổ sung chất xơ Vitafusion Fiberwell có những cái tác dụng như sau đối với cơ thể: duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, chất xơ tiến hành quá trình tiêu hóa thức ăn, nó giúp tống khứ chất độc cặn bã ra khỏi đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt, ngừa táo bón trĩ, giúp giảm nguy cơ béo phì, giảm lượng đường trong máu. Đối tượng nên sử dụng kẹo dẻo bổ sung chất xơ Vitafusion Fiberwell là người ăn ít rau củ, trái cây, người bị táo bón, rối loạn tiêu hóa, người béo phì, tiểu đường. Nhai 2 viên kẹo dẻo mỗi ngày thì chúng ta đã cung cấp đủ 5g chất xơ cho cơ thể. Một vài lưu ý khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm là cần phải nhai kỹ trước khi nuốt. Và sản phẩm không sử dụng cho người dưới 18 tuổi, đặc biệt là không sử dụng cho trẻ em. Sau khi sử dụng sản phẩm thì chúng ta cần phải để nắp kỹ, tránh nhiệt độ cao hoặc là ánh nắng mặt trời trực tiếp vào trong sản phẩm. Màu của viên kẹo có thể bị sậm dần theo thời gian nhưng mà chất lượng bên trong thì không thay đổi. Đối với phụ nữ mang thai hoặc là người đang điều trị những cái bệnh lý khác thì chúng ta muốn sử dụng sản phẩm cần phải tham khảo cái ý kiến của bác sĩ. Hiện tại quý khách hàng có thể truy cập vào website chính hãng của Hope Beauty để tìm mua sản phẩm, hoặc liên hệ qua hotline 033 345 9596, hoặc có thể truy cập vào fanpage Hope Beauty chuyên gia dinh dưỡng. Nếu mà chúng ta đang có những cái vấn đề về hệ tiêu hóa, cũng giống như là có những cái vấn đề thắc mắc về cái viên kẹo bổ sung chất xơ này, thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp và đội ngũ y bác sĩ cũng giống như là đội ngũ chuyên viên dinh dưỡng của Hope Beauty sẽ trả lời hết tất cả những thắc mắc cho quý khách hàng. Hope Beauty chân thành cảm ơn.